Rồi, hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ có một phần quà dành cho mọi người. Nói chung cái phần quà này thì mọi người đừng xả clip nha, tại vì mọi người xả clip không có biết phần quà nằm đâu đâu. Nhiều khi nó nằm ở đầu clip, nhiều khi nó nằm ở giữa clip, cuối cùng nhiều khi nó nằm ở cuối clip, mà nhiều khi không biết nó nằm ở chỗ nào cuối clip luôn. Cho nên là mọi người chịu khó xem hết clip đi, xem hết clip đi thì mọi người sẽ thấy cái phần quà của hôm nay dành cho những người đã từng xem kênh YouTube của Điền Râu, một phần quà đáp lại cái sự tri ân của mọi người trong thời gian qua. Thì đầu clip thì mọi người thấy mình lia camera vô hai cái dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm Boom của ADC và dòng sản phẩm thứ hai là dòng sản phẩm Nofada của công ty Bốn Mùa. Thì mình thấy hai cái sản phẩm này nó khá thú vị mọi người, nó giống nhau quá, nó giống nhau bộ quần áo, mặc áo quần khá giống nhau, chỉ có điều là anh vàng nhạt, anh vàng đậm, còn cái thiết kế tông áo hoặc là tông quần thì mình thấy nó cũng khá giống nhau mọi người. Cho nên là hôm nay thì mình sẵn đây thì mình nói thêm một số tính năng về các cái nhóm hoạt chất để cho mọi người hiểu thêm. Thì trong đó clip trước mình có review ba cái nhóm hoạt chất độ ôn mà mọi người hay thường dùng: Isoluthiolen, Chisilazone và Phenoxanin. Thì nói chung hôm nay mình sẽ nhắc lại những cái nhóm thuốc độ ôn cơ bản mà mọi người vẫn hay thường dùng, để những người mà chưa xem clip trước đó xem clip này thì mọi người cũng sẽ dễ hiểu hơn. Thì cái nhóm thuốc đầu tiên mà mọi người vẫn hay thường xài đó là cái nhóm thuốc Isoluthiolen. Cái anh Isoluthiolen á, thì cái cơ chế của anh là gì? Cái cơ chế của anh á, khi mà cái nấm bệnh nó muốn xâm nhập vào cái tế bào biểu bì của lá, cái anh nấm á, anh phun nước miếng. Cái anh nấm anh phun nước miếng, anh phun nước miếng thì cho cái trên này nó lở lét hết thì anh mới có cơ hội anh xâm nhập vào cái tế bào biểu bì mô của lá và anh tấn công lá, anh gây bệnh cho lá. Nhưng mà cái anh Isoluthiolen này đó thì cái cơ chế của ảnh là ảnh sẽ làm cho cái con nấm không phun được nước miếng. Ảnh làm cho cái con nấm nó không phun được nước miếng. Và khi nó không phun được nước miếng thì nó sẽ không gây được bệnh, nó sẽ không làm lở lét được cái bề mặt của lá và nó không gây được bệnh cho lá. Thì đó là cái tính năng của anh Isoluthiolen. Và cái hoạt chất thứ hai mà mọi người rất là hay dùng đó là cái nhóm hoạt chất Chisilazone. Thì cái nhóm hoạt chất này mình đảm bảo là khi các bạn đi ra đại lý mua thuốc bảo vệ thực vật dành cho lúa thì chắc chắn 100% là đại lý nào cũng phải có bán hết. Thì cái anh Chisilazone này đó, ảnh còn ác hơn cái anh Isoluthiolen đó mọi người. Cái anh Chisilazone này đó, thì cái anh kia thì ảnh ngăn không cho cái con nấm phun nước miếng. Thì coi như là giống như là tới trước cửa nhà thì đuổi đi, đừng phun nước miếng, đi. Mà cái anh Chisilazone này đó, ảnh còn ác hơn. Ác hơn là sao? Thông thường á, cái con nấm nó phải có cái dòi nấm. Cái dòi nó đâm vô nó mới tấn công được ha. Nó dòi nó phải cứng, cứng nó phải bén nó mới đâm vô nó tấn công được. Còn cái anh Chisilazone này đó, ảnh làm cho người ta mất hứng. Ảnh làm cho người ta mất hứng là ví dụ như cái dòi cứng vậy mà phun cái Chisilazone này vô đó, ảnh làm cho người ta gọi là giống như là bị bệnh liệt dòi. Cái dòi đang cứng như nè, nó liệt dòi. Khi mà nó liệt dòi như thế này đó thì cái con nấm nó không thể nào nó tấn công được. Nói chung là cái anh Chisilazone này ảnh rất là ác độc, ảnh làm cho người ta bị bệnh liệt dòi. Liệt dòi xong á là làm con nấm liệt dòi xong là dẫn đến tự kỷ xong là tự động tự tử. Đó là cái tác động của Chisilazone đối với nấm hại. Rồi bây giờ thêm một cái hoạt chất bữa nay nữa, đó là cái hoạt chất trong cái Nofada này, đó là cái hoạt chất Hexaconazole. Thì cái hoạt chất Hexaconazole thì mình nghĩ chắc chắn mọi người cũng đã xài hết trơn rồi. Đặc biệt là dòng sản phẩm ví dụ như là Anvin bên Syngenta chẳng hạn. Thì đây là cái nhóm hoạt chất gì? Đây là cái nhóm hoạt chất mà nó có tính gọi là nội hấp và lưu dẫn. Có nghĩa là phun lên lá nó sẽ tự động cái thuốc đó nó chui vào cái mạch cây và nó lưu dẫn ở trong cây. Và cái đặc tính của cái Hexa này đó, nó có đặc tính lưu dẫn khá là lâu. Cho nên là mình thấy mọi người rất là hay thường xài cái nhóm hoạt chất này ở trên cây trồng. Trên lúa thì mọi người có thể ngừa những bệnh ví dụ như là đốm vàng, trên những dòng cây khác thì ngừa những bệnh ví dụ như là rỉ sắt hoặc là nấm hồng chẳng hạn. Như vậy thì cái anh Hexaconazole này thì cái cơ chế của ảnh đối với nấm hại là như thế nào? Cái anh Hexaconazole này đó, cái cơ chế ảnh đối với bệnh hại ảnh còn ác hơn hai anh kia đó. Nó vậy thì ảnh ác hơn ở đặc điểm nào? Cái anh Hexaconazole này đó là khi mà ảnh phun vào lá đó thì thông thường á, cái tế bào nấm bệnh nó phải lớn và nó tròn, nó bình, nó tròn cái như thế này, và sau đó nó đồng nó kiếm đường nó bắt cặp. Thì nó bắt cặp ở đây nó có thể là nó đồng tính hoặc là nó cùng giới hoặc là nó khác giới gì đó, cái chuyện đó thì mình không biết. Có nghĩa là nó phải bắt cặp thì nó mới sinh sôi nảy nở được. Và khi mà nó lớn lên nó tròn như thế này đó thì nó kiếm cái người nó bắt cặp. Mà cái anh Hexaconazole này đó, anh vô anh phá đám. Anh vô là giống như người ta đang tròn vậy nè, anh làm cho người ta bể. Anh làm cho người ta bể là cái như cái bắt tế bào nó tan thành luôn. Rồi xong á là nó, giống như cái cơ chế là mình gọi là giống như gọi là dập chai dính. Nó thì khi cái con nấm nó bị dập chai dính đó thì cái con nấm nó không thể kiếm bạn đồng giới hoặc khác giới gì đó để sinh sôi nảy nở nữa. Thì nói chung cái cơ chế của cái anh Hexaconazole này nó cũng khá là đặc biệt cho mọi người, gọi là dập chế dính hay là giống như gọi là bị bệnh thái giám gì đó. Nói chung là khá là ác mọi người, cái bệnh này cũng khá là ác. Và mình nghĩ là con nấm dù nó không
nếu nó không chết trong giai đoạn đó thì nó cũng tự tử, nó chết luôn mọi người ơi. Thì đó là cái cơ chế của hexaconazole. Như vậy thì cái phần quà hôm nay là dành gì cho mọi người? Giữa hai cái dòng sản phẩm Boom của ADC và cái dòng sản phẩm Novada thì một thằng á thì hai hoạt chất, một anh á thì ba hoạt chất. Thì hôm nay mình sẽ khui ra giữa hai cái dòng sản phẩm này để đánh giá cái độ tan và cái chất lượng bột giữa hai cái dòng sản phẩm này nó sẽ như thế nào, và cái dòng sản phẩm ba hoạt chất và hai hoạt chất thì cái ưu và khuyết điểm của đôi bên là gì, thì mình sẽ đánh giá cho mọi người thấy ha. Rồi mọi người có thể thấy cái nhóm hai hoạt chất của cái dòng sản phẩm hai dòng sản phẩm đó là Boom và Novada. Boom và Novada thì cái Boom nó có hai cái nhóm hoạt chất là GC và isoprothiolene, còn cái anh sản phẩm của Novada thì anh sẽ có GC isoprothiolene cộng thêm với một cái nhóm hoạt chất là hexaconazole. Thì thông thường theo mình biết đó, đối với những cái nhóm mà hai hoạt chất, cái tính năng của cái nhóm hai hoạt chất thông thường thì cái nhóm hai hoạt chất nó sẽ tan tốt hơn là cái nhóm ba hoạt chất cùng với nhau là dạng bột nha. Hai hoạt chất nó sẽ tan tốt hơn và cái nhóm ba hoạt chất nó sẽ tan chậm hơn. Tại sao cái nhóm ba hoạt chất nó lại tan chậm hơn? Thì theo mình nghĩ là nó như thế này. Theo mình nghĩ là bây giờ á, cái anh GC là do anh vô nó tao tan trước, xong cái thằng isoprothiolene nó không chịu em tan trước, xong cái thằng hexaconazole nó không được tao tan trước. Như vậy thì vô ba thằng này nó quấn lộn rồi, nó cự lộn hồi bắt đầu nó mới hòa giải xong nó mới tan. Thì cái đó là mình nghĩ thôi, còn không biết khoa học nó đúng hay không thì mình không biết nha. Nhưng mà mình nghĩ cái nhóm ba hoạt chất nó bao giờ nó cũng sẽ tan chậm hơn so với những nhóm hai hoạt chất. Thì bây giờ mình sẽ thử cái tính năng giữa độ tan giữa hai cái dòng sản phẩm này nha mọi người. Đây. Bây giờ mình sẽ thử độ tan giữa hai cái dòng này nó như thế nào nha mọi người. À. Đây. Đúng là cái nhóm ba hoạt chất nó vẫn còn đang lơ lửng ở trong nước kìa mọi người. Cái nhóm ba hoạt chất này vẫn còn đang lơ lửng ở trong nước, còn cái anh hai hoạt chất thì có vẻ anh đang tan. Đây thì đây thì mọi người có thể thấy cái clip mà mình đang so sánh, thì mọi người có thể nói chung trải nghiệm thôi mọi người ơi, trải nghiệm thôi. Còn bây giờ thì chưa thể đánh giá được là anh nào tốt hơn anh nào, thì mình thử quậy một cái nha mọi người. Rồi thì qua quá trình đánh giá về so sánh giữa hai cái nhóm đó là Boom của ADC và dòng sản phẩm Novada của bốn mùa, thì mọi người tự cho kết luận nha, mình không có đánh giá kết luận ở đây, và mọi người có thể trải nghiệm tất cả những thứ mọi người có thể trải nghiệm. Với cái dòng sản phẩm Boom hiện nay thì mình nghĩ giá thị trường dao động chắc cũng khoảng từ 20 cho tới 22.000 cho một gói 40g. Còn anh Novada này thì một gói 30g mọi người, một gói 30g bao hoạt chất, và giá thị trường khoảng giá dao động cũng từ 20 cho tới 22.000. Thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn cho mọi người có thể mở rộng thêm cái tầm nhìn, làm sao nó vừa hiệu quả và lại vừa tiết kiệm cái túi tiền tối đa của mình ha. Như vậy thì cái phần quà hôm nay đó là công ty có gửi cho mình một cái thùng hàng Novada. Công ty có gửi cho mình một thùng hàng Novada, thì thùng hàng này 400 gói mọi người. 400 gói thì mình sẽ dành 40 phần quà dành cho các bạn. Thì mỗi phần quà mình sẽ tặng các bạn 10 gói Novada này, một gói 30g. Làm sao để nhận được phần quà này thì thứ nhất mọi người có thể là nhắn trên kênh YouTube của mình xem cái địa chỉ và số điện thoại để đó, thì mình sẽ ship tận nơi cho mọi người, thì mọi người trả tiền ship nha. Và nếu như mà kênh YouTube nó bị ẩn comment đó, tại vì thông thường mình thấy địa chỉ hay bị ẩn comment hoặc là số điện thoại hay bị ẩn comment, thì mọi người có thể để lại cái tin nhắn trong cái Zalo của mình. Mọi người có thể nhắn tin qua Zalo của mình và để lại trong tin nhắn, thì phần quà này sẽ giao cho 40 người đầu tiên có những cái tin nhắn nhanh lẹ gọn nhất đến với kênh YouTube của Điền Rau, để giống như đáp lại cái tri ân của mình dành cho mọi người trong thời gian qua. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip và hẹn gặp lại mọi người các clip sau nha. A few moments later. Cái hàng của bên ADC mình thấy chơi sóc không mọi người, nói chung là làm gói 40g mà chà bá vậy nè, nói chung là bên ADC thích bự lắm mọi người. Bên ADC thích bự lắm, thích đồ bự, khoái cái gì bự à.